Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài C5, trang 140, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung bài C5 như sau. Hãy mô tả hiện tượng quan sát được. Sau khi quan sát mặt ghi của một đĩa CD dưới ánh sáng trắng, ta trả lời bài C5 như sau. Khi chiếu ánh sáng trắng vào mặt ghi của một chiếc đĩa CD, và quan sát ánh sáng phản xạ. Ta thấy hiện tượng xảy ra như sau. Đó là ta sẽ thấy nhìn theo phương này có ánh sáng màu này và nhìn theo phương khác thì có ánh sáng màu khác. Vậy đến đây, ta đã trả lời xong bài C5.